Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với rất đông các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh truyền tin, từ cửa sổ điện tông tòa, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Ngài nói, Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo... La solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell'avvento, tempo di attesa, Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell'odierna festa ci ha annunciato che qualcosa è già compiuto nella persona e nella vita della Vergine Maria. một thời gian chờ đợi thiên chúa sẽ thực hiện những gì người đã hứa nhưng trong ngày lễ hôm nay chúng ta được loan báo về một điều gì đó đã được hoàn tất nơi con người và cuộc đời của đức trinh nữ maria từ sự hoàn tất này chúng ta hôm nay xem như là sự khởi đầu ngay cả trước khi mẹ thiên chúa ra đời thật vậy việc thụ thai vô nhiễm này dẫn chúng ta đến thời điểm sự sống của đức maria bắt đầu nơi lòng mẹ nơi đó đã có tình yêu thánh hóa của Thiên Chúa, bảo vệ mẹ khỏi sự lây nhiễm điều xấu là di sản chung của gia đình nhân loại. Trong bài tin mừng hôm nay, lời chào của Thiên Thần với Đức Maria vang lên, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà thiên chúa đã nghĩ đến mẹ và muốn mẹ từ muôn đời trong kế hoạch khó hiểu của ngài mẹ là một thù tạo đầy ân sủng nghĩa là chất chứa đầy tình yêu của ngài nhưng để lấp đầy cần phải tạo không gian dọn chỗ trống để mình sang một bên cũng như chính đức trinh nữ maria đã làm biết lắng nghe lời chúa và đặt mình tin tưởng hoàn toàn vào ý muốn của ngài và chấp nhận ý muốn đó một cách vô điều kiện trong cuộc sống của mẹ đến nỗi lời đã trở nên sát phàm trong mẹ. Điều này trở nên có thể nhờ lời xin vâng của mẹ. Mẹ đã trả lời Thiên Chúa với sự sẵn lòng của mình để trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Đức Maria thưa, Này tôi là tôi tới Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời Thiên Thần truyền. Maria đã không để mình bận tâm quá nhiều trong tranh luận, không đặt chướng ngại vật đối với Thiên Chúa, nhưng mau lẹ, mẹ tin tưởng nhường chỗ cho sự hoạt động của chúa thánh thần mẹ ngay lập tức trao cho thiên chúa tất cả mình và lịch sử cá nhân của mình để lời và ý muốn của thiên chúa có thể định hình và đi đến chỗ hoàn tất như thế tương ứng hoàn hảo với kế hoạch của thiên chúa dành cho mình đức trinh nữ maria trở thành toàn mỹ và toàn thiện nhưng không có một chút bóng dáng tự mãn mẹ khiêm tốn mẹ là kiệt tác nhưng vẫn khiêm tốn nhỏ bé và khó nghèo Nơi mẹ, vẻ đẹp của thiên chúa là toàn thể tình yêu, ân sủng và tự hiến được phản chiếu. Đức thánh cha giải thích về thái độ phục vụ của mẹ. Tôi cũng muốn nhấn mạnh lời mà Đức Maria tự định nghĩa về mình khi trao mình cho thiên chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa lời sinh vân của đức maria đối với thiên chúa giả định ngay từ đầu về thái độ phục vụ quan tâm đến nhu cầu của người khác mẹ làm chứng cụ thể qua việc viếng thăm bà elizabeth ngay sau khi việc truyền tin sự sẵn sàng đối với thiên chúa được tìm thấy trong sự sẵn sàng mang lấy những nhu cầu của người khác mẹ làm tất cả những điều này mà không kêu ca hay phô trương không tìm kiếm vị trí danh dự không quảng cáo bởi vì đức ái và các việc làm của lòng thương xót không cần phải được trưng bày như một chiếc cúp các việc của lòng thương xót được làm trong thinh lặng trong ẩn mình không khoe khoang là đã làm nó ngay cả trong các cộng đoàn của chúng ta chúng ta cũng được mời gọi làm theo gương của đức maria khi thực hành cách thận trọng và ẩn mình lễ của mẹ giúp cho chúng ta biến cả cuộc đời của mình thành lời xin vân đối với thiên chúa một xin vân được thực hiện để tôn thờ ngài qua những cử chỉ yêu thương và phục vụ hàng ngày. Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả các tín hữu và chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Sin sì, Domini Benedictum. in nostrum in nomine Domini. Qui celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Espíritu Santo. Amén.